Rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và tình hình đó các bạn là mình đang ở trên một ngọn núi rất là cao luôn á. Mình đang đi vòng vòng săn tìm nguyên liệu của mấy con golem các bạn, để mình chế tạo golem á. Thì mình phát hiện ra trên cái núi này nè, nó xuất hiện một con kỳ lân các bạn. Đó, ở nhà của mình có một con các bạn. Lần trước mình bắt á, chỉ có level có 90 thôi các bạn. Lần này nó xuất hiện còn 210 luôn nè. Con này mình bắt về mình tính là đem về lai tạo thử các bạn. Nhưng mà turbo nó cần 6 triệu turbo nè, 6 triệu mốt là các bạn. Cho nên chắc là mình phải cần rất rất là nhiều đạn gamer đây. Cho nên bây giờ mình phải về ăn. Lần trước mình có một con Baronto các bạn. Bây giờ mình sẽ đem cái con Baronto qua bên chỗ, chắc là qua bên chỗ khu cái khu gì các bạn, cái khu farm của mình đi ăn. Khu farm mới tàu nè. Mình qua bên đó để mình đi xuống bờ biển, mình sử dụng Baronto mình farm thật là nhiều những cái năng cổ tích, đem về mình làm đạn gamer quá. Con đó chắc là tầm phải, cũng phải tầm 20 viên đạn mà gamer, mà kết hợp 500 cái năng cổ tích một viên đó các bạn. Vậy chắc mới đủ chứ em nó, chứ không thì không đủ đâu. Bây giờ mình sẽ kéo con Baron nè. Baron lần trước bác tính để làm voi các bạn, làm voi bắt con tôm à, nhưng mà chưa có sử dụng. Bây giờ thì sử dụng để farm thôi. Đó, một phát một 1.000 mấy cái các bạn. Ở bây giờ thì mình sẽ nhanh chóng mình clear ở khu vực này nha, lấy thật là nhiều những cái Naco Berry về để mình chế tạo Naco Stick, rồi chế tạo lên khoảng tầm 20 cái viên đạn các bạn, 20 viên đạn game 10 đi ăn. Rồi mình qua mình xử cho nó luôn à, đem về để coi xem rồi con kỳ lân nó có lai tạo được không nhá, thử nghiệm trong tập ngày hôm nay luôn các bạn. Rồi sau khi farm xong berry về đó các bạn, thì mình chế tạo được đâu đó là 22 viên đạn các bạn. Đó, ngon lành đó hết ăn. Bây giờ thì mình quay trở lại với ngọn núi hồi nãy thôi các bạn. Đây rồi, mình sẽ nã thử một viên nha, một viên 500 này, một phát thử coi bao nhiêu tuber ra. Tăng lên 300 mấy, lên 500 được không? Ây chà, 400 mấy thôi các bạn, và nó đang tuột xuống kìa. Phải nhanh nhanh nã thêm một viên nữa, bồi thêm liên tục vô ăn. Mình chắc phải tìm cho đứng cho ngon ngon quá, hay là vừa ba vừa bắn luôn. Vừa ba vừa bắn luôn đi ăn, và nó tuột turbo xuống nhanh lắm các bạn, cho nên là phải nã liên tục, lùi lùi gần cái ăn. Đây rồi, đây rồi. Đó, cái góc này ngon các bạn. Cái góc này kiểu như nó không có lên trên được ha, nó cũng không tấn công mình được đâu các bạn. Giờ để cho nó tăng turbo, sau đó thì nã một cái. Mà nó cũng khôn quá ăn, nó mà tấn công không được là nó bỏ đi à. Hay thiệt á. Sau đó thì nó cũng sẽ quay trở lại thôi. Với hai mấy viên này của mình thì chắc là dư sức rồi đó. Chưa hết nửa cây turbo đó rồi ăn. Ui, mình vẫn còn 15 viên nè. Ôi, tưởng đâu hụt rồi các bạn. Rồi mấy cái này là 500 một viên, 500 một viên đó nha. Cho nên là cẩn thận, chắc chia từng viên của mình. Đó, nó lại quay trở lại nữa nè các bạn. Đó, rồi chế mấy con này mình cũng không lại gì với nó rồi, cứ bỏ đi sau đó quay trở lại. Trừ khi nào mà turbo nó yếu quá đó thì nó bắt đầu mới bỏ đi luôn thôi. Còn bây giờ thì nè, sắp sửa chạy rồi các bạn. Cái mồi nó tính bắt đầu chạy rồi đó. Chạy đi đâu nữa cái người. Con này con được ha, hình như nhà mình cũng là con được luôn các bạn. Ây chà, chết rồi, quên nữa ha. Nhưng sao, hôm nay mình đã có bàn bán thuốc các bạn. Mình phải mua được một cái thuốc gọi là chuyển đổi giới tính cho nó cũng được, hoặc là sử dụng cái bàn test ít cộng á cũng đổi được nữa. Rất là nhiều cách để có thể đổi được cái giới tính của mấy con này các bạn. Có thuốc thì mình sẽ chơi thuốc với nó luôn ăn. Và đây ơi, sắp sửa thôi, xỉu được không? Bây giờ chắc có thêm một viên nữa quá, 6 triệu tu bơ bạn. Và trời cũng tối luôn hả, đúng lúc dữ ăn, phải thêm một viên nữa thôi. Ok, thêm một viên này thì lố tu bơ luôn ạ. Rồi hạ cánh xuống để bắt đầu lấy thịt ra. Cho gamma lên cái đi ăn. Lấy thịt thì trên cái con bờ te của mình thôi. Đây, lấy cho nó một ít thịt thịt cừu thôi là xong. Rồi, bye bye bờ te luôn nhá. Bờ te đã xong nhiệm vụ rồi. Ui, nó bự các bạn. Mỗi lần nhìn thấy nó là thấy nó đẹp hơn. Con này đẹp cực kỳ luôn á. Lai tạo được thì ngon lắm luôn. Đây rồi, ui, hai cục thôi các bạn. Rất là nhanh luôn. Múa mai quay cuồng các kiểu nè. Con này thì không lạ với bộ kỹ năng của nó nữa rồi. Cho nên sẽ cho nó về với lâu đài luôn các bạn. Giảm gamma xuống một phát đi ăn, đi về với nó luôn các bạn. Để ra coi, mình chế tạo cho nó cái thuốc chuyển đổi giới tính mới được. Đây, con nhà của mình lần trước đã bạn. Ôi, luyện cấp quá trời luyện luôn á. Mà level có 160 thôi à. Trong khi con này tem một phát một lên 270 luôn. Ôi, ôi đúng là level xịn có khác à. Con này chỉ số đam bao nhiêu đây? 45. Còn con phía đây thì có 13 thôi các bạn. 13 thôi mà lần trước nó mạnh rồi ha. Mình sẽ cho con này chuyển thành con cái đó các bạn. Với lại cái bàn bán khiếp bở ở trong đây nè. Mình nhớ là nó có bán cái thuốc chuyển đổi giới tính nữa. Trong này là thuốc hồi máu nè. Thuốc này là thuốc để cho nó lớn nhanh nè bạn. Còn thuốc chuyển đổi giới tính hình như mình chưa có học. Chuyển đổi giới tính là cái bình thuốc
Màu xanh này đây, đây đây. Màu xanh này là ủa tu vô hả? Màu xanh này liên quan tới tu vô, còn cái này thì à cái màu xanh lợt này các bạn. Đó, màu xanh lợt này thì với giá là 10 mi tờ thôi là được. Một trái thôi, một trái thôi. Ra mình quất cho nó một phát nha. Uống giật kinh đây. Cho nó chuyển thành con cái luôn nha. Con này đi các bạn. Bỏ vào cái lấy cái này rồi đi. Ta tan bỏ này vô nha. Uống một cái nè xem coi. Ủa, có hiệu ứng trái tim nổi lên mà ai có tim bự rồi bạn, có tim bự chắc chắn là sẽ có thể hy vọng là được, không chắc chắn đâu nhưng mà hy vọng là được hả các bạn. Bật lên một cái nè, hoài nổi tim nhỏ như vậy nè các bạn thì mới chắc chắn nha. Đó, ngon 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 rồi. Theo như mình dự đoán cái con kỳ lân đó bạn, chắc là nó cũng sẽ đẻ ra, không biết đẻ ra con hay đẻ ra trứng nha. Rồi mình dự đoán là đẻ ra trứng đó các bạn, trứng kỳ lân nè. Ây chà, chắc hay lắm đây. Con này con cái cho nên nó dần dần sẽ tăng cái ống giao phối lên các bạn. Đó, chờ đợi một chút khoan. Trong thời gian giữa hai tập các bạn thì mình đi săn cái mấy con golem á, mình lấy được cái con golem của cái con golem huyết tàu á. Trong này săn được rất là nhiều cái con brimstone golem các bạn, cái này mình có rồi ha. Với lại mấy cái crystal golem này nè. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra đi. Lấy mấy cái này ra luôn. Để mình làm nguyên liệu mình chế tạo được. Cho con voi này vô trong đi chứ để nặng quá mình đi không nổi á. Vô vô test xác trong bàn chế tạo. Mình chế tạo thử con Brimstone Golem luôn. Trong này thì bấm Golem một cái cho mình còn thiếu gì không? Golem lần trước mình có con này các bạn, với lại cái con Senton ha. Còn thiếu con Ripto với lại con hư không này nè các bạn. Hư không thì mình chưa có săn được. Cái này thì cần có thêm Ripto. Ripto con này hình như có nè. Với lại đá nè các bạn. Rồi Golem một phát. Đó. Cà rắp của anh liền, cà rắp của anh liền. Ok, và nguyên liệu như là cái linh tinh này mình sẽ cho nó giữ lại đi. Rồi mình sẽ thử thêm coi. Lần này có may mắn không nè? Có may mắn nhận được con level cao không? Ai đây? 200 mấy các bạn. Ui, được, 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 được. Trời ơi, ở tập trước được có gì 60 với 75 thôi ăn. Lần này thì tới tận 200 mấy luôn nè. Con này chắc ngon á. Bao nhiêu máu đây? Ồ, 19.000 máu các bạn. Ok, cũng được ăn. Con này nhìn cái mặt nó sao sao á. Và nó có mấy cục crystal tàu lĩa chỉa để chỉa trên đầu á nè. Và cái tay nó nhìn nhọn lắm á. À, và phía bên đây thì sao rồi, xong chứ. Mình muốn canh khoảnh khắc nó đẻ ra cái trứng các bạn. Tại chín mấy phần trăm rồi nè. 99% và ôi, vậy là con này nó chuyển sang chế độ mang thai các bạn. Vậy là con này đẻ con chứ không phải đẻ trứng rồi. Vậy là cần phải chờ đợi thêm bao nhiêu lâu nữa. 4 phút nữa các bạn. 4 phút mình sẽ kéo con crystal golem ra luôn nha. Bấm golem một phát các bạn. Đó, mình có được ba con rồi, thiếu con hư không nữa thôi là đủ bộ sưu tập golem luôn á. Đánh thường nè, chuột phải thì ui chuột phải nó xoay vòng vòng bạn, nó đánh xoay vòng 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 để đánh nè. Rồi chiêu C, có chiêu C luôn, có chiêu C luôn. X cần chọn QR không có ha. Vậy là con này có hai chiêu đặc biệt các bạn, với một chiêu đánh thường. Bây giờ thì trong lúc chờ đợi con này ha, mình sẽ đi thử thử thêm nó đánh mạnh không nha. Kéo con tôm mình chạy đây, đây rồi. Đi qua phía bên đây luôn bạn, chỗ test dam của mình là mình hay sử dụng nè. Hôm nay có xuất hiện con gì đó lạ lạ ở phía bên này nữa không? Hay là test dam đây đi. Dưới này mình thấy có mấy con Yeti, bạn mình xuống mình chơi thử coi. Kéo golem vào phía bên đây một cái. Golem brick vào nè. Dứt liền, dứt liền. Xuống chơi liền. Ủa một phát 100 mấy hả? Tụi đánh con tôm mình bị chảy máu nữa kìa. À, mấy con này nó đánh hiệu ứng chảy máu bạn, đánh thường nè. Chuột phải thôi. Chuột phải thì xoay vòng vòng. Nó cũng bị dính hiệu ứng chảy máu nữa các bạn. Thì mình đánh nó bị chảy máu đúng không? Ủa không thấy hả? À? Không có, không có. Ủa mình bị chảy chứ không phải nó chảy các bạn. Ai chà. Sao đánh không vô đam lắm ha. Tính ra mấy con golem này nó yếu yếu làm sao đó các bạn. Nó không mạnh như mấy con quái vật ha. Con này level 270 luôn hả? À gì đánh hoài không chết. Lấy gốc rồi. Mình sẽ sử dụng chiêu C thử các bạn. Mổ xuống một cái này, ai chiêu C, chiêu C, chiêu C thì nó có 24 đam thôi các bạn, nhưng mà được cái là có hiệu ứng chảy máu ăn. Còn cái chiêu chuột phải này thì đánh xây 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 nhưng mà không có. Còn đánh thường là được 200 mấy đam nè. Còn chiêu C là lấy chảy máu rồi. Và con này yếu quá vậy. Mình hôm nay có thuốc hồi máu đó các bạn, uống vô một cái nè. Đó, cho nó hấp được vô tô súp một cái, hồi máu trở lại liền. Xây 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 một phát. Đánh chảy máu thì ghê quá. Phân cho một cái nè, lấy được cái cục nguyên tố băng nữa nè các bạn.
Và cộng cho em nó chút đam trước đi anh. Con này có kỹ năng gì đặc biệt không anh? Hình như nó có thể tạo ra được organic crystal các bạn. À, con này sản xuất crystal theo kiểu tự nhiên á. Hay 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 cũng được, ít ra nó cũng có công dụng với bạn. Vậy là nó với lại con golem Brimstone á. Con Brimstone nó thì nấu ha, nấu mây tàu với nấu mấy cái phôi đặc biệt. Còn con này là tạo ra được cái crystal tự nhiên luôn. Hay hay nè, ít ra cũng có công dụng chứ. Bây giờ đánh 700 mấy đam nữa bạn. Thì mình ăn xương xương sức mạnh cho em nó ăn. Lên thêm chút tốc độ đây. Rồi, lên xương xương thêm chút sức mạnh nữa các bạn. Vô mình đánh thử Mammoth hả? Chơi thử Mammoth đi các bạn. Con JP phải không? Này còn ai? Con ai ai cho nó mà. Đây đây. Bắn cho một cái, đánh thường, chuột phải nè. Chuột phải đánh hai hit ha. 600 đam cộng vào là 1.200. Về tính ra chiêu chuột phải nó thấy nhảy đâm ít vậy các bạn. Nhưng mà nó đánh hai phát cộng lại thì nó nhiều hơn chiêu đánh thường á. Còn cái chiêu chiêu C này là xoắn nè. Xoắn này lấy hiệu ứng thôi, chảy máu, sau đó thì đánh thường. Chảy máu là để dành đánh với mấy con mà kiểu như có số lượng máu nhiều nhiều quá thì nó sẽ hợp lý hơn. Xoắn nhau một cái nè. Ui, chảy máu cũng dữ chứ bộ. Xây 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 một cái hụt rồi. Ok. Organic lên hai cái bạn. Vậy là sắp tới mình sẽ có được một cái lượng crystal tự nhiên luôn rồi. Rồi, cho em nói về đến lâu đài thôi bạn. Con tôm thì ở phía bên kia, kéo về sau vậy. Còn bây giờ thì về thử xem coi nó đẻ ra con baby chăm sóc cho kịp thời chứ không kịp á. Ai da, hay quá vậy, 20 mấy giây các bạn. Ui, kịp lúc luôn ăn. 20 mấy giây, con này mình sẽ cho vô bộ sưu tập golem ở phía bên đây thôi. Đó, ba anh em golem ăn. Hai con kia bự chà bá luôn các bạn. Tự nhiên con này có chút xíu ăn. Ui, hai con này nè, Senton với lại Brim nè. Còn con này Crystal nhỏ xíu à. Còn đây thì xong chưa? Đây rồi, hy vọng mình thừa thưởng chỉ số của con này các bạn. 45 chỉ số sức mạnh đi. Đúng là 45 chỉ số nè. Ây cha, con baby đây rồi. Dẫn 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 nó ra phía bên ngoài các bạn. Ui, hình như nó thừa hưởng hết chỉ số của con cái luôn á. Đó là mình dẫn nó ra. Sao mà nó follow xa quá vậy nè. Mình sẽ chuyển sang cho nó follow ở cự ly siêu gần luôn các bạn. Đó. Đúng rồi, bò ra phía đây cưng ơi. Ây cha, nó đang lết từ từ á. Bắt cái ống dòm đi nhìn cho đẹp hơn. Rồi đứng im cưng ơi. Đây là con baby để bạn nhìn nó cũng ngầu lắm chứ bộ. Đâu thua kém như mấy con kia đâu anh. Chỉ đơn giản là thu nhỏ kích thước của nó lại thôi. Quên 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 quên. Cho nó ăn thịt với các bạn. Thịt thì lấy thịt bình thường thôi. Chắc là mấy con này hết thịt luôn hả? Giá kéo con tôm của mình về liền các bạn. Tôm mình thì thịt nhiều lắm. Trên này thì sợ nặng quá mình giục bớt thôi chứ còn em nó thì thịt khỏi chơi. Cho em nó 1.000 mấy thịt vô luôn đi. Chia con này một ít nữa các bạn. Rồi chia con ở phía bên đây thêm một ít nữa. Đây con rùa hả? Rùa thì chưa có con gì để nhân cho nó các bạn, cho nên mình sẽ tạm thời chót nó vô đi ăn. Kéo con này à. Con này bây giờ thì cho nó vô trong chỗ này đó bạn. Đó, sắp xếp hai hai con lại gần nhau cho đẹp hơn ha. Nhân vật chính các bạn. Đó. Xây một cái. Bây giờ phải chờ con kia nó lớn lên nữa mình mới có thể sử dụng nó được các bạn. Bây giờ bảo tuyết đồ các kiểu luôn hả? Phải chờ đợi cho nó lớn lên thôi. Con này thì 5% thôi hả? Mình muốn là chăm sóc cho nó một cách tự nhiên, thử xem coi một lần chăm sóc các bạn nó lên được bao nhiêu phần trăm nha. Chứ mình sẽ không cho nó uống thuốc đâu. Trong lúc chờ đợi thì chắc là mình sẽ đi cộng thêm một chút cà ráp ở đây giá tạo cho nhanh đó bạn. Mình sẽ đi vòng vòng để mình săn thêm golem nữa. Mình tìm con hư không golem các bạn là mình sẽ đủ một bộ sưu tập golem luôn á. Bây giờ mình sẽ lên trên mấy ngọn núi để mình săn nó được. Lủi lủi mấy ngọn đồi này hay có mấy golem lắm. Đây con gì đây, con tròn nữa hả? Hay gì cha, con tròn hôm nay xuất hiện nhiều ghê luôn á. Còn mấy con golem thì ở trên này đài là đài đài thấy các bạn. Ủa này con rồng hả? Golem hình như bị mình săn tuyệt chủng luôn hay sao rồi á. Thôi mình sẽ lên núi lửa đi. À, giờ này tối quá vậy nè. Sao hôm nay mù mịt quá anh. À đây 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 các bạn, có một con golem nè. Con này đánh hoài không thấy rớt cái coin gì hết luôn các bạn. Con này mình nghĩ cho nó farm nguyên liệu hay sao á. Con này phải lấy voi các bạn. Voi đại chiến với nó anh. Kiểu vô chiến quá. À, giả liền. Giả cho nó về phát là xong. Ok. Tấn công nữa hai cưng. Một đống nguyên liệu đó bạn, cái này thì có nhiều, dục bớt còn được nguyên liệu không á. Thôi ẩn dần cái
mình sẽ lên trên núi lửa tiến các bạn, dọc dọc lên trên này, cao lên trên trên luôn, lên trên đỉnh núi lửa luôn các bạn, để xem coi hôm nay có xuất hiện mấy con Grimdon trong này nữa không. Trong này hôm nay, ui, trong này hôm nay xuất hiện con này, sao nó máu của nó còn có 17.000, 80.000 máu các bạn. Con này là con sói ba đầu hả, bữa nay có con Grimdon nữa nè. Sói ba đầu này thì mình bắn nó thử này. Ngoài một phát một xỉu luôn các bạn, 150.000 tuber thì không phải vấn đề với cái viên đạn này rồi. Với là con Grimdon nữa, con này mình sẽ dắp nó ra, à đây, dắp nó ra phía bên ngoài các bạn, thả nó ngoài này đi. Con này mình đánh luôn được mà, đánh luôn đi. Vô tình tự nhiên vô trong này, vô trong này không những xuất hiện cái con quỷ lửa ngày hôm qua các bạn, với lại Grimdon, mà nó còn xuất hiện cả cái con sói ba đầu nữa. Sói này chắc mình sẽ gọi là sói lửa quá, nhìn thấy nó lửa không à. Và rớt ai da, được thêm một cái nữa nè các bạn. Brim thôi à, mình chưa tìm được con hư không luôn á. Bây giờ thì con này nó ăn gì đây, sẵn tiện bắt luôn đi. Ai thịt cừu hả, cừu trong người mình vẫn còn nữa bạn, 7 cục thôi, kéo vào 20 cục thôi là dư sức các bạn. Mà con này nó đói nhanh dây ăn, coi nó kìa, cha nhìn hàm răng nó ác chiến lắm á. Con này ba đầu không biết có kỹ năng gì không đây, và xong luôn rồi nè, ác chiến thiệt chứ. Sau khi tem xong thì máu nó là ồ còn có 80.000 máu ăn, bị nét xuống các bạn. Level thì 200 như vậy, 200 mấy đây, 300 mấy luôn các bạn. Rồi con tôm của mình để đây mình sợ lắm, cho nên là sẽ ẩn nó vô đi, lỡ xuất hiện con quái vật ở trong này là tiêu. Nhưng mà bây giờ muốn đi ra ngoài được hơi căng đây. Con này thì farm rít tàu không được, chuột phải là gì đây. Wow, chuột phải là phun lửa, chuột phải phun lửa, đứng ở đây phun lửa dễ nhìn hơn nè. Ba cái đầu phun lửa còn một lúc như vậy thì chắc là khủng khiếp lắm luôn nè. Còn chiêu C coi, à chiêu C không có, if control V R O cũng không có, vậy là chỉ có chiêu phun lửa thôi. Với ba cái đầu của nó chắc là khủng khiếp lắm đây, cho nó nâng cấp sức mạnh trước cái đã. Tấm chữ ke cho mạng cái thôi đó, ke đã rớt nè. Con Baron này, con Mate này thì quay một phát một, một phát một 2.000 đan các bạn. Ôi ơi, ghê vậy. Đây mình sẽ cho nó lên tốc độ trước đi, từ từ rồi. Có 900% đam thôi á, mà nó đánh ghê vậy. Chưa tính chi phun lửa của nó nữa nha. Dưới này có mấy con, ở đây là con Baron Bara nè. Ôi 2.000 một phát trắng thường, để mình phun lửa thử cái thôi. Phun lửa vô cái cây nè các bạn, rất vô đam lắm. À, ui phun lửa nó kéo nguyên một nùi đam luôn các bạn. Cái này mà phun như mấy con bự bự chắc là vô đam lắm luôn ăn. Nè cứ một phát 500 mấy 600 đam mà nó ri qua ri lại với ba cái đầu của nó nữa, dính một nùi đam như luôn mà. Còn trắng thường thì rất là lực luôn á, đã vậy còn có thêm chảy máu nữa các bạn. Và con này có thể nấu được những cái phôi đặc biệt nữa hả. Ủa con này nhiều công dụng quá ăn, giống như cái con golem ngày hôm qua đó các bạn đó, nó cũng nấu được ăn. Con này thuộc dạng là núi lửa cho nên cũng nấu được luôn nữa, vừa mạnh mà vừa nấu được ha. Phải phun một cái nè, đó đó, thử 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 lên chút sức mạnh các bạn, xem coi cái chiêu phun lửa này có ảnh hưởng bởi cái chỉ số sức mạnh của nó không. Phun những cái con bự bự này nó mới đã nè, phun một cái nè, đó 2.000 mấy đó các bạn. Bây giờ trắng thường chắc là 8.000 đam. Oh my god, con này di chuyển cơ động nữa ăn và đam cao nữa. Con này chỉ thua cái con Kraken nhà mình thôi à, thua cái con Titan Kraken đó. Con đó thì mình không có yên cưỡi cho nên cưỡi nó không được các bạn, với lại nó rất là chậm chạp ha. Còn con này thì di chuyển rất là nhanh, rất là cơ động luôn à. Đó lên thêm, con này phải lên thêm sức mạnh với lại tốc độ cho nên nó nữa ha. 10.000 đam rồi các bạn, phun lửa nè. Ôi gần 3.000 đam một hit, quá ghê quá ghê, ghê thiệt chứ. Con kìa, ôi ơi xịn nha. Vàng, bây giờ mình sẽ thử một lần nữa bạn, về một con golem mới được. Là lấy con tơ mình bay lên trên mấy cái núi à, mình tìm con golem để cho thử xem coi nó có bị kháng đam không. Nó mà giống như con voi ma mút không bị kháng đam bạn, khắc chế luôn mấy con golem nó thì còn ngon hơn nữa. Trên này thì còn rộng ha, bên kia kìa à, có khổng lồ ha. Ở đây 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 rồi, có golem luôn, muốn cái gì có cái nấy liền mà. Có hẳn golem ở phía bên đây luôn, anh vô trên no một cái cây bè rớp đúng không. Đây là các bạn. Giờ đây cho tỉnh người lại cái cắn thường cái nè. Ồ bị giảm đam rồi.
giảm đam á, nhưng mà cái chiêu cắn thường của nó là bồi thêm cả chảy máu nữa các bạn, nó không có mạnh như là cái con nha do ma mốt á, không phải hát tên rồi đốt như vậy mà không có bị dính hiệu ứng trái nữa, chỉ có được cái chảy máu thôi. Để luôn biết đâu may mắn rớt cái rồi luôn, không có luôn à. Và con này thì lấy đá không được rồi, giờ do chiến vẫn có công dụng của nó các bạn, công dụng riêng biệt của nó. Còn con này chỉ có công dụng là chiến đấu với lại nấu, không biết có nấu được mây tàu không nữa. Nó nấu được mấy cái phôi đặc biệt đấy bạn, để coi mình sẽ về cái căn cứ đây để xem coi có nấu được mấy cái cục mây tàu không. Thấy không, nấu được cái cục mây tàu nó thì y chang với lại con golem luôn á. Và bên đây thì con baby sao rồi à, yêu cầu dẫn đi chơi phải không, dẫn dẫn nó đi chơi liền các bạn, mà mở cửa hành là dẫn nó đi ra ngoài luôn anh, mở cửa hành nè dẫn nhanh nó. À, một phát 100% luôn các bạn, mình thấy rồi. Chà, dễ nuôi quá vậy. Con này tính ra dễ nuôi hơn con tôm nhiều luôn đó các bạn. Con tôm một lần có 25% ha, con này muốn một phát một. Ok, đóng cửa hành là cho an toàn nè. Rồi con này mình thử nghiệm coi. Dồi chiến, dồi chiến. Kéo con dồi ở phía bên đây. Dồi thì có mươi tàu trong này nè các bạn. Bỏ vô cho em nó thử xem em nó nấu được không đây. Nấu là được thôi mươi tàu không? Ui được luôn đó các bạn. Oh my god. Rồi còn bỏ đá vô thì có nó tạo ra được cái brimstone không ăn. Bỏ đá vô thử coi. 5.000 đá, 5.000 đá nè. Nướng được thịt đó các bạn, trời trời trời. Nó giống như kiểu lò nướng di động, lò nung di động và có thể nấu được cả brimstone nữa hả? Trời ơi. Nó còn nhiều công dụng hơn cả con golem nữa các bạn. Golem này không có nướng được thịt ăn, chỉ tạo ra được mấy cái phôi này thôi à. Còn con này thì có rất nhiều công dụng để cho một chiến đấu mạnh nữa chứ. Đi xịn thật sự. Hay rồi, thêm một chiến binh nữa rồi. Con này bây giờ thì trời ơi, không biết để đâu luôn á. Càng lốt càng chật chội hơn á. Con này chắc là sẽ tạm thời ẩn vô các bạn. Này, để nhân vật mới ra đi ha. Nhân vật mới, sói đứng chung với sói nè. Đó, bên đây là con sói, sói ba đầu, sói nè, sói sói núi lửa ha. Hay còn gọi là sói lava cũng được các bạn. Mình sẽ đặt tên cho nó đi ha. Đặt tên cho nó là sói sói ba đầu lava đi. Đó, cho nó nhậu các bạn. Cũng thế, đây là sói kiểu như người sói thôi. Quá xịn. Còn con này bây giờ thì nó đã lên 100% đó bạn. Cho nên mình sẽ cho nó uống cái thuốc tăng trưởng lên luôn ha. Cho nó lớn lên luôn các bạn. Mình test thử sức mạnh cho nó một phát bao nhiêu đam nè. Thuốc tăng trưởng lần trước mình chế tạo làm nhớ. Cái này không phải. Bình màu đỏ này là để tăng nè bạn đúng không? Màu đỏ này ha. Màu hồng hồng này là để hồi máu. Màu đỏ này là bút một phát một là 100% hoàn hảo với lại lớn hẳn luôn á. Màu đỏ đúng không? Đây, bút một cái. Ủa? Lớn chưa, lớn chưa? À lớn rồi nè bạn, đây đây. Lớn rồi. Mình đói quá, ăn vô cái. Mở cửa hành đi ra phía bên ngoài liền. Đỏ đỏ đỏ, mình thấy có con cano ăn. Mục tiêu, mục tiêu, mục tiêu. Nhìn xuyên qua cái cửa luôn mà. Coi em nó bò nữa bạn. Yeah, nó vừa y cái cây cầu của mình luôn á. Nhìn ngầu ghê không? Đâu rồi, cano đâu rồi? Giả cho một cái nè. Một phát một cũng được 2.000 đan các bạn. Con này thừa hưởng chỉ số đam của ôi thừa hưởng tất cả chỉ số của con cái luôn bạn, và là cũng là con cái luôn ăn. Bên đây có con Yuti nè. Yuti đang ôi level 10 ha. 10 thì tỷ em nó lên được thôi. Chạy đâu cưng ơi, quay trở lại. Giả cho một cái nè. Coi còn con nào mình thử nó chiêu phun lửa cả. Ui Yuti đứa bên trên kia hả? Cũng là level 10 luôn. Sao toàn level 10 không vậy? Mình sẽ đi chỗ nào đó nó dễ dễ test thử cái chiêu phun lửa các bạn. Này Yuti này tính tấn công ha. Tấn công chậm nè. Tính đục tường nhà mình hay gì á. Phía bên đây thì đã được. À có mấy con sói bạn. Thôi mình qua phía bên đây đi ha. Nhìn cho đẹp thôi các bạn. Bên khu tiết nhìn nó chói chói làm sao á. Không đẹp. Mình mới gì đặt tên cho nó lại các bạn. Con Bambi trong này nè. À, đây 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 nó đây các bạn. Từ 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 mình sẽ phun lửa cho nó một phát. Phun lửa hỏi là bao nhiêu đam? 2.000 mấy đam. Ui cái tính ra cái chiêu phun lửa này của nó đam cao ha. Kèm theo là cái hiệu ứng trái nữa. Mà con này yếu quá cho nên một phát một là nó chết luôn à. Rồi con này ngon các bạn. Một trong những con đánh hiệu ứng lấy hiệu ứng lửa ha. Con kia thì chảy máu còn con này thì lửa. Phun một cái nè.
Vô con Stero thì giảm đi một nửa đam á. Còn bây giờ thì 20 điểm hả? Stamina nó tụt nhanh quá vậy. Cho nó lên chút stamina mà lên chậm quá. Thôi cứ on in vô cho nó hết chỉ số sức mạnh đi bạn. Stamina thì cứ đứng yên một chỗ và phun lửa thôi được. Ây da, hút, nó hút stamina của mình vô. Phun là một cái thì 7.000 đam các bạn. Ủa ôi. Cái con bình thường đã xịn rồi anh. Đánh thường bây giờ 5.000 đam các bạn. Lai là con baby nó còn xịn hơn nữa. Được chăm sóc hoàn hảo nữa chứ. Quá khủng khiếp. Nó đi nè. Giả cho mấy con một phát mở các bạn. Lấy luôn phần thịt của nó đi. Lên được thêm cấp cho mình sẽ cộng thêm sức mạnh nữa các bạn. Còn là chủ yếu là kéo bằng remote qua. Sau đó thì mình cứ đứng im là mình đánh thôi. Với lại phun lửa thôi. Chứ còn đi thì nó sẽ bị hết stamina. Đi chậm lắm. Còn phun lửa bây giờ thì 7.000 mấy rồi. Lấy được cả mấy cái phôi đặc biệt đồ nữa nè. Ok. Cho em nó về với căn cứ các bạn. Về với lâu đài một phát. Mình nghiên cứu mình sắp xếp mấy con đại của mình mới được. Ở lâu đài bắt đầu chật chội hơn rồi đó. Ok, sau một hồi lắp qua lắp lại đó các bạn thì mình cũng đã sắp xếp được ba con kỳ lân ha. Con baby mình để ngay chính giữa các bạn. Bộ sưu tập kỳ lân của mình gồm có ba con ha. Chắc là mình sẽ sử dụng ba con này thôi chứ còn nhiều hơn nữa chắc là không có chỗ để đâu các bạn. Và hôm nay thì vô tình lên trên núi lửa bắt được thêm con sói ba đầu lava nữa các bạn. Sau này mình sẽ lấy hiệu ứng chảy máu ha. Với con này thì lấy hiệu ứng lửa. Quá đẹp đội hình luôn á. Còn cái con rùa bạn thì lấy hiệu ứng độc nữa ha. Rồi một bộ combo luôn á. Và con voi này thì nó đang bị lún dưới hả. Cho lên phía bên trên nữa đã. Vô chiến chủ yếu là để dành đi farm golem thôi các bạn. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì cũng đã có được thêm một cái con kỳ lân bạn. Và video của mình cũng dài rồi cho nên mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like video để mình biết là thích những cái video của mình làm tiếp cho bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.